Các bạn thân mến, cổ nhân dạy bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả thật là như vậy, việc ăn uống ra sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta. Trứng là thực phẩm bổ dưỡng, dễ ăn và dễ chế biến. Tuy vậy, lại có khá nhiều nguyên liệu, gia vị, thực phẩm kỵ với trứng, không thể nấu chung hoặc ăn cùng lúc. Xin mời các bạn cùng đến với 5 thực phẩm kiêng kỵ với trứng sau đây. Một, không nấu chung trứng với đường. Khi làm món thịt kho trứng, hầu hết chúng ta có thói quen thắng đường làm nước hàng rồi cho vào nồi kho cùng. Tuy nhiên, protein fructose acid amin trong trứng gặp lysine có trong đường sẽ tạo thành chất mà cơ thể khó hấp thu, thậm chí còn gây ra nhiều phản ứng bất lợi cho sức khỏe. Trong trường hợp này, nước dừa tươi là lựa chọn hoàn hảo thay thế cho đường khi nấu món thịt kho trứng. 2. Không ăn trứng với sữa đậu nành. Sữa đậu nành là thức uống rất tốt cho cơ thể, vì thế mọi người hay sử dụng sữa đậu nành để thưởng thức trong ngày, thậm chí trong bữa ăn. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm không nên kết hợp khi ăn cùng trứng. Trypsin có trong sữa đậu nành và protein có trong trứng là một sự kết hợp vô cùng sai lầm, tạo ra hợp chất cản trở quá trình phân hủy và hấp thụ protein của cơ thể. Ngoài ra còn có thể gây ức chế hoạt động, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì thế, nếu có thói quen ăn trứng rồi làm một ly sữa đậu nành thì chị em hãy bỏ ngay nhé. 3. Không nấu hoặc ăn chung thịt thỏ, thịt ngỗng với trứng. Theo đông y, thịt thỏ, thịt ngỗng mang tính hàn, trứng cũng vậy. Vì thế, không nên nấu món ăn nào có cùng sự xuất hiện của trứng với thịt thỏ hoặc ngỗng, hoặc cũng không nên ăn chung chúng trong cùng một mâm cơm. Nếu vẫn kết hợp, có thể dẫn đến vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy. Tốt nhất, trứng với các thực phẩm này nên nấu riêng, ăn riêng trong các bữa khác nhau. 4. Không ăn quả hồng sau khi vừa ăn trứng. Một loại quả và một loại thực phẩm tưởng chừng không có liên quan đến nhau như hồng và trứng, nhưng thực tế chúng lại kỵ nhau. Theo chuyên gia, nếu bạn vừa ăn trứng xong mà ăn luôn hồng, mặc dù chỉ là để tráng miệng, thì sau thời gian ngắn, 1 đến 2 giờ, rất dễ xảy ra tình trạng nôn mửa do ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày cấp tính, kết sỏi trong phổi. 5. Không uống trà ngay sau khi ăn trứng. Phần lớn mọi người có thói quen sau khi ăn thường tráng miệng bằng trà, nhưng điều này không tốt khi món bạn vừa ăn xong là trứng. Acid tannic có trong lá chè kết hợp với protein trong trứng sẽ tạo ra hợp chất protein acid tannic gây cản trở hoạt động của nhu động ruột, tạo ra tình trạng tích trữ phân trong ruột là nguyên nhân dẫn đến táo bón, khó tiêu, tích trữ những chất độc hại trong cơ thể. Hy vọng video sẽ giúp các bạn có thêm lựa chọn đúng đắn cho bữa cơm gia đình của mình. Nếu yêu thích chương trình, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích từ chúng tôi. Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.